Rồi, em bây giờ bác sẽ tư vấn cho mình cái tất cả các loại túi. Thì trong cái hãng Modiva này thì nó có 3 dòng túi. Thứ nhất là cái dòng túi này là dòng túi nano không chip này, em có thể em xài thử nha. Rồi nó hơi cứng là 38 triệu. Còn cái loại này là cái loại nano chip thường là 50 triệu. Còn cái loại mà nano chip mà chip cao cấp của cái dòng túi Modiva này đó là Euronet hay còn gọi là linh hoạt đó thì nó là 60 triệu. Đó là dòng túi của Modiva. Còn cái dòng túi của Mentor là nó đây. Nó có Mentor trơn và Mentor nhám thì nó cứng hơn. Và nó có một cái dòng túi cao cấp của Mentor Extra nữa thì nó đầy đặn hơn, cái gel nó đầy hơn thì mình sợ nó như này giống như vậy. Đó, đầy đặn hơn. Nó cứng hơn. Thì cái này á thì nó mềm hơn, còn cái này thì nó đứng ngực hơn. Thì mình có thể mình sờ để mình biết cái cảm nhận cái độ mềm của từng túi. Rồi cái thằng Mentor của cái thằng Modiva mà Euronet thì thường là nó sẽ mỏng ở phía trên này, cầm đứng lên thì nó rớt xuống nó mỏng đây thì nó ít có bị cái lằn ở trên này. Còn cái thằng mà loại không chip thì nó cứng. Nếu mà những người mà cái mô nó không có rồi nó đặt túi lớn nữa thì thường là nó dễ bị cái lằn ở trên đây. Còn cái này thì nó không bị nhưng nó sẽ nằm bè bè ra, nó không có đứng được. Vậy là cái dáng mà giọt nước đấy là cái túi Euronet đúng không ạ? Đúng rồi, cái giọt nước là Euronet, hay còn gọi là linh hoạt đó. Thì mình có thể là mình sờ mình cảm giác đây nó cứng hơn nè, còn này nó mềm hơn chút, còn này nó mềm nhiều. Rồi cái Euronet thì nó có chế độ bảo hành bao sơ nữa, là bảo hành bao sơ 10 năm. Còn cái loại không chip, cái loại chip thường thì hãng nó không có bảo hành bao sơ. Thì tất cả các loại túi nó đều bảo hành vĩnh viễn, là bảo hành là không bị ảnh hưởng tới sức khỏe này, không bị vỡ túi. Nhóm bác ấy thì em chưa có gia đình ấy. Em chưa có gia đình thì em sử dụng đường nào thường là chưa có gia đình là mình hay đi đường nắp nhiều hơn. Tại vì thường thí dụ mình đi cái đường quằn hay là đường chân ngực thì có cái sẹo ở cái vùng ngực, thì cũng có một vài khách nó phản ảnh lại là khi ông xã tương lai sau này đó người ta không thích một cái sẹo đó, với lại nó không có ảnh hưởng mô tuyến, không ảnh hưởng cái việc sinh con gì hết. Có tất cả bao nhiêu đường đi ở đó? Thì, nếu ngực nhỏ thì nó có ở đường quằn, đường nách, đường chân ngực. Mà đường quằn thì nó có đi nửa quằn trên hoặc là nửa quằn dưới hoặc là đi ngang cái chân núm. Còn nếu mà ngực xa trễ thì nó có treo cái đường xung quanh cái quằn, nếu trường hợp là xẻ ít. Còn xẻ mức độ vừa vừa thì nó sẽ thêm một cái đường sẹo dọc xuống nữa, hay còn gọi là đường sẹo kẹo mút. Còn nếu mà xẻ nhiều xuống nữa thì mình sẽ đi dùng thêm một cái đường ngang nữa xung quanh cái quằn, đường xuống và đường ngang nữa. Túi nano chip Euronet đúng không? Đúng là túi nano chip Euronet, loại linh hoạt. Thì nó cái này nó có nhiều cái ưu điểm lắm. Ví dụ như nó rớt xuống nhưng mà không phải là nó rớt thiệt là nhiều xuống. Nó tạo một cái dáng như giọt nước. Thường là một số khách hàng bác cũng hay thấy trên trang mạng là nói là túi Euronet nó sệ thì dễ bị sệ. Đặt những ngược sệ nó sẽ mau sệ, nhưng mà thực sự nó không phải. Tại vì tất cả bây giờ đó là bác sẽ đặt ở dưới cơ đó, thì cái mô tuyến sẽ là nó nằm phía bên ngoài cái bàn tay bác này, là nó sẽ đó là nó, cái mô tuyến thôi. Còn cái túi thì nó được giữ ở trong cái cơ của mình. Túi ở bên dưới lớp cơ đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là bây giờ tất cả đều đặt ở dưới cơ đó. Túi này hiện nay là cái túi mềm nhất, túi Euronet là túi mềm nhất. Đúng rồi, cái túi đó là cái mềm là của bên hãng Modiva, nó mềm nhất. Thì em bác chọn cho em túi Euronet đi. Thì túi Euronet thì làm vô thì nó không phải bàn nữa, rất là đẹp luôn nha. Giờ mình quyết định là túi Euronet luôn nha.